Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, Tòa án Quân sự Trung ương đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phan Quốc Việt, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Việt Á, cùng 6 bị cáo khác, nhóm sĩ quan Học viện Quân y. Phiên tòa diễn ra theo kháng cáo của các bị cáo và dự kiến kéo dài trong 2 ngày. Theo bản án sơ thẩm được tuyên vào năm 2023, Tòa án quân sự thủ đô đã tuyên phạt Phan Quốc Việt mức án 25 năm tù cho hai tội danh, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ 15 năm tù, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng 10 năm tù. Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt các bị cáo khác với các mức án cụ thể như sau. Trịnh Thanh Hùng, nguyên phó giám đốc Học viện Quân y, 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hồ Anh Sơn, nguyên cục trưởng Cục Quân y, 12 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nguyễn Văn Hiệu, nguyên phó chủ nhiệm khoa dược, 7 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngô Anh Tuấn, nguyên phó chủ nhiệm khoa dược, 4 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Lê Trường Minh, nguyên trưởng phòng kế toán, 6 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Vũ Đình Hiệp, nguyên phó cục trưởng cục quân y, 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Về trách nhiệm dân sự, tòa án đã xác định học viện quân y bị thiệt hại hơn 46 tỷ đồng và đã được bồi thường hơn 10 tỷ đồng. Công ty Việt Á bị buộc phải bồi thường hơn 31 tỷ đồng và bị cáo Hồ Anh Sơn phải bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng. Các bị cáo trong vụ án đều đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng công ty Việt Á bị đơn dân sự kháng cáo xin xem xét lại phần trách nhiệm dân sự. Trong phiên tái thẩm sáng 17 tháng 7, tòa án đã tiến hành xem xét các nội dung kháng cáo của các bị cáo và bị đơn dân sự. Việc xét xử dự kiến sẽ được tiếp tục vào ngày 18 tháng 7 năm 2024 với phần tranh luận của các bên và phần luận tội tuyên án của tòa án. Bản án sơ thẩm thể hiện, khi COVID-19 xuất hiện ở nước ngoài và có nguy cơ cao lây lan vào Việt Nam, Ban Giám đốc Học viện Quân y có văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ phát triển kit trần đoán viêm phổi do virus corona do vụ lợi cá nhân nên từ tháng 1 năm 2020, Trịnh Thanh Hùng đã thông đồng với Phan Quốc Việt và Hồ Anh Sơn để được công ty Việt Á vào tham gia đề tài với vai trò là cơ quan phối hợp sản xuất 20.000 kit test, kit xét nghiệm thử nghiệm, sau đó để Việt Á được cấp phép sản xuất thương mại trái pháp luật bộ kit. Hành vi của các bị cáo dẫn đến quy trình nghiên cứu của học viện quân y không có sản phẩm được thử nghiệm, đánh giá và hậu quả là đề tài không hoàn thành. Bị cáo Hồ Anh Sơn còn có sai phạm trong việc mua bán tăm bông, ống môi trường dàn nhãn Viện Nghiên cứu Y Dược Học Quân sự và cung cấp cho công ty Việt Á để bán cho các cơ quan tổ chức sử dụng trong phòng chống dịch. Qua đó, bị cáo này được hưởng lợi trái phép 2,1 tỷ đồng. Trong năm 2021, Học viện Quân y tổ chức trung tâm xét nghiệm giãi chiến tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 ở một số địa phương, trong đó có Bắc Ninh, Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh. Học viện Quân y không thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định. Bị cáo Nguyễn Văn Hiệu đã cho công ty Việt Á ứng trước ký xét nghiệm, sau đó hợp thức hồ sơ chỉ định thầu, không tuân thủ các quy định của luật đấu thầu. Do vậy không bảo đảm công bằng, minh bạch trong đấu thầu. Cơ quan tố tụng xác định giá ký test trên các hợp đồng mua bán giữa Học viện Quân y và công ty Việt Á không đúng giá trị thực, gây thiệt hại cho Học viện Quân y số tiền 27,7 tỷ đồng. Qua việc này, Phan Quốc Việt và Vũ Đình Hiệp chỉ hơn 7,1 tỷ đồng hoa hồng cho nhóm sĩ quan Học viện Quân y. Trong các ngày 15 và 16 tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 43 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Lê Thanh Vân, ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15 đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa Ông Lê Thanh Vân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tiêu cực, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, vi phạm luật phòng chống tham nhũng. Cá nhân này cũng được xác định vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Thanh Vân. Trước đó ngày 10 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân, sinh năm 1964, trú tại phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Ông Lê Thanh Vân bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã phê chuẩn các quyết định lệnh trên. Đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại tỉnh Thái Bình. Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, thu hồi tài sản theo quy định pháp luật. Ông Lê Thanh Vân đã bị tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu quốc hội, ủy viên thường trực ủy ban tài chính ngân sách quốc hội, đại biểu quốc hội khóa 15 theo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội. Ông Lê Thanh Vân, quê tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, có trình độ tiến sĩ luật. Ông là đại biểu quốc hội các khóa 13, thành phố Hải Phòng, 14, 15 tỉnh Cà Mau và là ủy viên thường trực ủy ban tài chính ngân sách các khóa 14, 15. Tối 16 tháng 7, cơ quan chức năng huyện Trợ Gạo tỉnh Tiền Giang cho biết vụ việc đang được điều tra. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, một người phụ nữ chưa rõ danh tính lái chiếc xe máy có biển kiểm soát 62H1 91706 trên quốc lộ 50. Khi đến đoạn gần vòng xoay chợ gạo, thuộc xã Long Bình Điền, người này dừng xe lại dưới lòng đường và lấy hai chai nhựa loại 500 ml chứa chất lỏng nghi là xăng đổ lên người sau đó châm lửa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội trên cơ thể người phụ nữ. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh nhanh chóng tiếp cận để dập lửa. Khoảng vài phút sau, ngọn lửa được dập tắt. Người phụ nữ bị bỏng rất nặng, được người dân đưa đến trung tâm y tế huyện Trợ Gạo để cấp cứu. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định giấy tờ tùy thân của nạn nhân mang tên DTO, sinh năm 1995, ngụ thị trấn Cần Duộc, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị cơ quan chức năng phạt hành chính 27,5 triệu đồng và cấm biểu diễn 9 tháng vì đeo huy hiệu lạ, biểu diễn ở sâu. Theo quyết định xử phạt do bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 10 tháng 7, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vi phạm hành chính, biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Cụ thể, trong chương trình biểu diễn nghệ thuật Đàm Vĩnh Hưng Live Concert 2024 với chủ đề Ngày em thắp sao trời do công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếng hát Việt tổ chức thực hiện diễn ra ngày 4 tháng 5 năm 2024 tại Hôn Sala, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn các tiết mục Biển tình, người đi ngoài phố, nếu đời không có anh, huyền thoại một chiều mưa, sử dụng trang phục và có gắn các phụ kiện trên ngực áo biểu diễn trước khán giả có vi phạm theo kết luận của Hội đồng Nghệ thuật của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định ngày 12 tháng 6 năm 2024. Các vi phạm này được quy định tại điểm B, khoản 5, điều 11, Nghị định số 38-2021 NDCP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị xử phạt hành chính 27,5 triệu đồng và bị cấm biểu diễn trong vòng 9 tháng. Hình thức xử phạt được áp dụng kể từ ngày nhận quyết định việc xử phạt được giao cho Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ông Huỳnh Minh Hưng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà ông Huỳnh Minh Hưng không tự nguyện chấp hành thi hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật, văn bản nêu.